Tại xã Thành Phước, huyện Bình Đại, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện đã trực tiếp kiểm tra thực tế quá trình cấp thẻ căn cước công dân của tổ cấp căn cước công dân lưu động công an huyện. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, không kể ngày đêm của cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác cấp thẻ căn cước công dân lưu động công an huyện đã làm việc liên tục 3K 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ công tác đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình 5K trong khâu phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đến làm thẻ căn cước theo quy định. Lãnh đạo huyện trao giấy khen và tiền thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ trong tổ đã đạt thành tích đặc biệt trong công tác cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ phát huy tốt tinh thần làm việc đã có để hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch cấp thẻ căn cước đề ra.